Quang Huy và Kim Thảo xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình truyền hình Công nhân Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, số phát sóng ngày 15 tháng 6 năm 2021. Kính thưa quý vị, cho đến thời điểm hiện tại, dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư kể từ ngày 27 tháng 4, nhiều hoạt động ý nghĩa từ các cấp công đoàn của thành phố nhằm chăm lo, hỗ trợ động viên đoàn viên công đoàn, người lao động bị cách ly và bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Và chúng ta hy vọng rằng với sự đồng lòng, đồng sức ấy sẽ góp phần đưa cuộc chiến chống và đẩy lùi dịch Covid-19 mau chóng đi đến thắng lợi. Chương trình truyền hình Công nhân Công đoàn ngày hôm nay sẽ cùng quý vị điểm qua một số hoạt động sẻ chia đầy tính nhân văn của các cán bộ công đoàn đã diễn ra trong tuần qua trong chuyên mục Theo dòng sự kiện. Mời quý vị sẽ cùng theo dõi. Kính thưa quý vị khán giả, nhằm đẩy mạnh công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn, ngày 4 tháng 6, Liên đoàn Lao động quận Phú Nhuận đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Trung tâm Y tế quận Phú Nhuận, phường 5, phường 7, phường 11 và phường 17, tổng giá trị lên đến là 114 triệu đồng. Đây là hoạt động được thực hiện theo sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công văn số 374 ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 năm 2021. Liên đoàn Lao động quận Phú Nhuận đã tổ chức đến từng địa điểm phong tỏa để kịp thời động viên, thăm hỏi, trao quà tặng với tổng số tiền là 114 triệu đồng. Như địa bàn của quận Phú Nhuận tôi nói nó nhỏ, nên vậy cái việc có một điểm cách ly nhưng có nhiều hãng thông, nên cái việc mà chăm lo kịp thời đối với lại tuyến đầu chống dịch được Liên đoàn thành phố chỉ đạo, quận ủy cũng chỉ đạo, nên Liên đoàn Lao động quận cũng tiến hành các bước chăm lo với tổng số tiền chăm lo. Hiện nay là đối với lại trung tâm tế dự phòng và 4 điểm cách ly tập trung là 50 triệu đồng, còn các phường còn lại là 15 triệu đồng. Và có riêng một phường là có một điểm cách ly nên có chăm lo là 14 triệu đồng. Đi cùng với Liên đoàn Lao động quận Phú Nhuận là đồng chí Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, trực tiếp đi thăm hỏi chia sẻ với những khó khăn, vất vả, hiểm nguy mà đội ngũ cán bộ nhân viên ngành y tế đang phải đối mặt trên tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19. Được biết, trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động quận Phú Nhuận sẽ tiếp tục chăm lo cho công nhân lao động khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Và thưa quý vị, vào ngày 7 tháng 6 năm 2021 vừa qua, Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp đã tổ chức chuyến thăm hỏi, động viên, trao quà cho đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, viên chức tuyến đầu chống dịch và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn của quận. Đây là một hoạt động dựa trên tinh thần đoàn kết, chung tay vượt qua khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh. Theo đó, Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp đã trao tặng 50 triệu đồng cho Trung tâm Y tế quận, 30 triệu đồng cho Bệnh viện Gò Vấp, 12 điểm kiểm soát người dân ra vào quận Gò Vấp với mỗi chốt 10 triệu đồng và hỗ trợ hơn 30 hộp khẩu trang y tế, tổng số tiền chăm lo hơn 200 triệu đồng. Ban thường vụ Liên đoàn Lao động quận cùng với lãnh đạo của bên ủy ban, ban nhân vận quận ủy thăm và tặng quà cho những người phục vụ của tuyến đầu. Thì trong đó là có bệnh viện Gò Vấp, rồi thăm trung tâm y tế của quận là hai đơn vị ngày đêm túc trực 24/24 để thực hiện cái công tác phòng chống dịch bệnh. Tiếp theo nữa là mình đi thăm ba cái chốt kiểm soát cái phòng chống dịch bệnh trên địa bàn để kịp thời động viên, thăm hỏi anh em cũng như là để mà chăm lo cho các bạn để các bạn yên tâm làm tốt cái nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó, 300 kg gạo, 6 tấn chuối và 417 phần quà bao gồm các nhu yếu phẩm gồm mì tôm, đường, nước tương, dầu ăn cũng đã được trao tặng cho người lao động nằm trong khu vực bị phong tỏa cách ly thuộc các phường 3, 9, 11, 12, 14 và 15. Dự kiến trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp sẽ tiếp tục bám sát địa bàn, kết nối với các công đoàn cơ sở, đơn vị doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ, chia sẻ với người lao động trong những lúc khó khăn như thế này, góp phần đẩy lùi được dịch bệnh Covid-19. Kính thưa quý vị khán giả, sáng ngày 8 tháng 6, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín và Công ty Cổ phần Tập đoàn Richard đã đến Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ kinh phí mua vaccine phòng chống dịch Covid-19 cho người lao động.
Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đồng chí Hồ Xuân Lâm và đồng chí Phạm Chí Tâm. Dịp này, Ngân hàng Cổ phần Sài Gòn Thương Tín đã đóng góp 500 triệu đồng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Richard đóng góp 300 triệu đồng kinh phí mua vaccine phòng chống dịch Covid-19. Được biết, thông qua Hiệp hội Doanh nhân Sài Gòn, doanh nghiệp đã đăng ký mua 1.000 liều vaccine để tiêm cho nhân viên và ủng hộ xã hội. Hội Doanh nhân thành phố đã có đơn vị đã liên hệ đến cái nguồn vaccine của Nga. Thì đối với cái nguồn vaccine này, bên Hội Doanh nhân Sài Gòn của thành phố cũng đang xin ý kiến chỉ đạo từ các cơ quan ban ngành có liên quan để rồi có những cái chỉ đạo kịp thời và đúng nhất để mua vaccine về cho tiêm cho người lao động. Thì đối với Richard cũng đã đăng ký cái số lượng 1.000 liều để rồi vừa tiêm cho người lao động của tập đoàn và cùng với đó cũng sẽ hỗ trợ tiếp cho bên xã hội. Liên đoàn Lao động Thành phố từ chỉ đạo của Tổng Liên đoàn có thực hiện chương trình là vận động đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động cũng như các doanh nghiệp tham gia đóng góp để cho cái quỹ phòng chống dịch Covid để có thể là chúng ta mua cái vaccine, và cái sự quan tâm chia sẻ của các doanh nghiệp rất là đáng quý, rất đáng trân trọng. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn những tấm lòng vàng của doanh nghiệp. Về phía Liên đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng có cái hướng dẫn công đoàn cơ sở trong việc chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người lao động ở các doanh nghiệp có cái trường hợp F0, F1, F2, nơi có những cái ca nhiễm trong cộng đồng. Đó cũng là một cái sự góp sức của tổ chức công đoàn đối với công việc chung là phòng chống dịch Covid-19. Từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 9 tháng 6 năm 2021, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận từ các đơn vị cá nhân ủng hộ mua vaccine thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 là trên 1,7 tỷ đồng. Mọi sự đóng góp của cá nhân, đơn vị nếu bằng tiền mặt đóng trực tiếp tại Ban Tài chính Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, số 14 Cách mạng tháng 8, phường Bến Thành, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu bằng phương thức chuyển khoản, tên đơn vị nhận Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, số tài khoản 118000004 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị khán giả, trong công cuộc phòng chống và kiểm soát mức độ lây lan của đại dịch Covid-19, các y bác sĩ, nhân viên trung tâm y tế, nhân viên kiểm soát bệnh tật, lực lượng vũ trang không quản ngại gian khó là tuyến đầu chống dịch, sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một lực lượng khác đang âm thầm, lặng lẽ để làm công tác vận chuyển và xử lý rác thải từ các khu cách ly, bệnh viện của thành phố. Đó chính là các anh chị công nhân vệ sinh môi trường đô thị, các anh chị như là những chiến binh thầm lặng trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Và trong chuyên mục Chuyện chưa kể ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng gặp gỡ, lắng nghe câu chuyện của những chiến binh thầm lặng ấy. Với người dân Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày dịch Covid-19 bùng phát trở lại, các anh chị công nhân vệ sinh môi trường trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Thành phố Hồ Chí Minh khoác lên mình trang phục bảo hộ đến các điểm cách ly của thành phố thu gom các loại rác thải sinh hoạt và y tế. Trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư, số lượng người cách ly tập trung và cách ly tại các khu dân cư tăng lên, công việc của các anh chị công nhân vệ sinh môi trường cũng tăng lên gấp đôi. Mỗi ngày, công nhân vệ sinh môi trường phải dậy từ tờ mờ sớm, chạy xe khắp thành phố để thu gom trung bình từ 15 đến 17 tấn rác thải tại tất cả các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19. Để đảm bảo an toàn cho công nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trang bị phương tiện bảo hộ cá nhân và tập huấn các nguyên tắc, quy định về phòng dịch ở từng khu vực, vị trí làm việc. Các loại rác thu gom, ngoài rác thải sinh hoạt, còn có nhiều dụng cụ vệ sinh cá nhân, khăn, giấy, khẩu trang đều thuộc nhóm mang lại nguy cơ lây nhiễm Covid cao. Đối với các anh chị công nhân vệ sinh môi trường, nguy hiểm luôn vây bủa lấy mỗi ngày, áp lực công việc cũng ngày càng lớn. Anh Nguyễn Phước Phú đã có 7 năm công tác tại công ty môi trường đô thị của thành phố. Từ khi dịch bùng phát tới nay, công việc của anh không khi nào ngơi nghỉ. Lượng rác thải thu gom ngày càng lớn, các điểm thu gom cách xa nhau và thời gian gấp rút, anh cùng đồng nghiệp của mình đã gặp không ít áp lực. Bên cạnh đó, khoác trên mình bộ đồ bảo hộ kín mít và hoạt động liên tục giữa cái nắng nóng của một ngày dài khiến cho công việc của các anh trở nên cực nhọc hơn bao giờ hết. Được, đi y tế thì không mình không mặc bảo hộ,
Nhưng bây giờ cái mùa dịch này á, thì để bảo vệ chúng ở đây anh em nó mặc bảo hộ ngay từ đầu hành trình lấy đến cái cuối, thì cái đó cũng khó khăn, cũng là nóng cho anh em, nhưng mà anh em phải cố gắng cũng hoàn thành. Đó là cái khó khăn thứ nhất. Khó khăn thứ hai nữa là giờ ở mấy khu cách ly á, về rác sinh hoạt và di chuyển các trạm y tế vì nó lây nhiễm nên anh em lấy cũng cái số lượng rất lớn, đến quãng đường đi như vậy là cũng là sợ ảnh hưởng đến người dân, nhưng mà bản thân cố gắng để cố gắng để làm những cái gì tốt nhất. Không chỉ công nhân vệ sinh đi thu gom mà công nhân làm công tác xử lý tiêu hủy cũng phải đối mặt với không ít áp lực và nguy cơ về sức khỏe từ môi trường làm việc, đặc biệt là đối với những rác thải có nguy cơ lây nhiễm như thế này. Công việc thì anh em đã từng làm qua những cái chất thải nguy hại rồi, thì là đã làm theo đúng cái nội quy quy trình của công việc công tác ở đây là phải tuân thủ bảo hộ lao động đầy đủ. Và sau này thì có Covid thì mình phải trang bị thêm những bộ đồ chống dịch. Lúc đầu mặc thì nó hơi mệt mỏi, khó khăn, mình làm cái nó cũng quen. Bây giờ cái lượng rác nó càng ngày nó càng nhiều. Lúc đầu thì nó về nhiều quá thì anh em bị hoang mang và cũng như là không đối phó kịp thời vậy đó. Cho nên là làm việc hơi vất vả. Hiện giờ là anh em buộc lòng phải làm tăng năng suất lên, là làm cả ngày cả đêm. Mỗi ngày các anh chị công nhân vệ sinh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh phải tiếp xúc thường xuyên với rác thải chứa mầm bệnh từ những người nhiễm, thu gom vận chuyển rác từ nơi cách ly, nguy cơ bị lây nhiễm là khó tránh khỏi. Công việc vất vả và nguy hiểm là thế, nhưng chưa bao giờ những người công nhân này chịu khuất phục. Các anh chị đều nhận thức được vai trò công việc của mình trong công tác phòng chống dịch, giữ gìn an toàn vệ sinh môi trường của thành phố và sẵn sàng lao vào biển lửa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thì động lực là do thứ nhất là cũng ban lãnh đạo công ty, ban lãnh đạo xí nghiệp với lại anh Hùng đội trưởng Đông Thạnh đây là cũng động viên anh em là cũng cố gắng này nọ, thì cũng cố gắng là xuống thăm hỏi thường xuyên đó, rồi cũng có những cái món quà nhỏ nhỏ là để cho anh em uống nước hay này nọ để khích lệ tinh thần anh em. Còn về thứ hai là cái này là do ý thức của mỗi con người, và với lại anh em ở đây là đã chấp nhận làm về xử lý chất thải nguy hại rồi, thì đối với dịch này thì cũng là một phần trách nhiệm. Thì mình nghĩ là mình góp được cái gì cho xã hội mình góp thôi. Chính bởi những đóng góp không ngừng, sự hy sinh thầm lặng của mình, lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đã được khen thưởng và trao tặng những phần quà ý nghĩa từ các cấp ban ngành, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Đây là sự chia sẻ quý giá, nguồn động lực to lớn cho những chiến binh thầm lặng trong công tác phòng chống đẩy lùi dịch Covid-19. Thật sự rất là xúc động, đã nghe rất là nhiều nhưng mà xuống trực tiếp thấy được là hình ảnh của những anh chị công nhân lao động tại ở đây thì mới thấy rằng là các anh chị đúng là những chiến binh thầm lặng và là những cái lá chắn thật sự cho cái tuyến phòng chống dịch Covid của chúng ta. Tất cả người lao động, đoàn viên, công nhân viên của công ty môi trường làm cái nhiệm vụ hàng ngày là đã rất là trân trọng rồi. Tuy nhiên những người lao động mà làm việc mà phải lấy thu gom rác tại những cái khu cách ly, bệnh viện dã chiến trong cái dịch Covid-19 này thì nó lại càng trân trọng hơn. Các anh chị này đã hy sinh cái phần riêng của mình cho cái chung của xã hội, cho cái đơn vị, và anh chị luôn hoàn thành tốt trong 4 đợt vừa qua. Dưới góc độ của cán bộ công đoàn thì chúng ta phải làm sao liên lạc với các cơ quan chức năng, ban ngành các cấp để làm sao cho cái người lao động ở đây người ta được ngoài cái chuyện vật chất tinh thần, người ta cũng được cái chính sách mà được những người đầu tiên để được tiêm ngừa vaccine. Tuy không trực tiếp tham gia vào lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19, nhưng các anh chị công nhân vệ sinh môi trường luôn có mặt ở các khu cách ly, bệnh viện để thu gom xử lý những rác thải theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn. Các anh chị xứng đáng được coi là những chiến binh thầm lặng trên mặt trận phòng chống dịch Covid-19.
Quý vị khán giả thân mến, để chiến thắng dịch Covid-19, không chỉ có đội ngũ tuyến đầu chống dịch, không chỉ có những chiến binh thầm lặng, mà chúng ta rất cần sự chung sức của cả cộng đồng. Chúng ta có niềm tin rằng dịch Covid-19 sẽ mau chóng được kiểm soát trong thời gian sớm nhất để thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa thúc đẩy kinh tế phát triển, vừa đảm bảo cuộc sống an lành cho nhân dân, công nhân lao động. Và đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết. Xin được cảm ơn quý vị và khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau, được phát sóng trong khung giờ quen thuộc, đó chính là 7:40 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9.